Em xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt em đây, nhưng chị đã thấy đó là chiếc Hyundai trong phân khúc xẹng A màu xanh. Đó là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động, bản đủ. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của i10 nhục cuối tháng 3 2022, 2023 như là tháng đầu tháng 4 2023. Về giá bán thì hiện tại chiếc xe này đang được bán với giá niêm yết, đó là chào bán giá niêm yết là 435 triệu, và giá bán thì hiện tại bên đại lý bên em đang được giảm từ 25 đến 27 triệu cho quý khách hàng. Với chiếc i10 phiên bản số rộng bản cao nhất này thì anh chị lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì nó rơi vào khoảng gần 460 triệu, khoảng 457-58 triệu. Thêm bảo hiểm thân vỏ nữa thì nó rơi vào tầm độ khoảng 6 triệu nữa. Và những cái phụ kiện thì bên em tặng cho quý anh chị đó là phim cách nhiệt 3M, bảo hành 10 năm, trải sàn da và bọc vô lăng da. Thì trên phiên bản i10 số tự động này thì có những cái điểm nổi bật so với bản thiếu, đó là có trang bị thêm cảm biến áp suất lốp này, rồi thì chúng ta sẽ có ghế da này, có màn hình giải trí trung tâm với kích thước là 8 inch, có ga tự động cruise control và có những cái công nghệ như là cân bằng điện tử này, rồi thì hệ hỗ trợ khởi hành ngang dốc như là phân phối lực phanh điện tử. Thì những cái ưu điểm nổi bật của i10 thì nó i10 là xe có kích thước tốt nhất phân khúc, nó dài rộng cao hơn Morning và Fadin, và có những cái công nghệ nổi trội như em vừa trình bày. Và giá bán i10 thì cũng rất là phải chăng trong cái thời điểm là cuối quý 1 đầu quý 2. Về cái chính sách trả góp thì hiện tại bên em vẫn hỗ trợ khách hàng vay tối đa 80% giá trị xe, cũng như là với mức lãi suất đã được giảm cho quý anh chị, đó là khoảng 0,85 đến 0,9% một tháng. Và với chiếc Hyundai i10 này thì anh chị chỉ cần khoảng 136 đến 137 triệu là đã có thể lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang rồi. Đó. Thì màu xe thì em có những cái màu sẵn giao như là màu trắng hợp với những cái anh chị mệnh thủy, mệnh kim. Còn màu đỏ thì hợp với anh chị mệnh hỏa và mệnh thổ. Còn màu xanh này thì chắc là sẽ hợp với anh chị mệnh kim và mệnh thủy hơn. Đó, những cái màu phổ thông đó là màu trắng và màu đỏ, còn bên em sẽ có những cái màu như là màu xanh và màu vàng cát. Thì i10 trong phân khúc xe A thì luôn là đứng top đầu trong những xe bán chạy nhất phân khúc. Và xe thì em xin giới thiệu qua một chút về phần đầu xe. Thì như anh chị thấy, đây là lưới tản nhiệt được sơn bóng. Chúng ta sẽ có cụm đèn pha cốt bóng chiếu halogen, kiểu chiếu đó là chung một bóng. Thì kiểu chiếu phản xạ đa hướng này thì giúp anh chị có cái chùm sáng rộng. Anh chị đi hành trình trên đường thì sẽ có cái chùm sáng rộng giúp anh chị quan sát tốt hơn. Về phần đèn gầm của xe thì xe được trang bị đèn hầm cũng là đèn gầm cũng là halogen, nhưng mà đây đó là kiểu chiếu qua bóng bi project, bóng projector thì cho chùm sáng hội tụ, giúp anh chị là đi trong thời tiết sương mù cũng như là thời tiết thiếu ánh sáng được thuận lợi và an toàn hơn. Logo của Hyundai cũng được định vị trên cái nắp cản trước này. Đến với phần la răng thì i10 được trang bị với kích thước la răng to hơn phiên bản cũ, đó là răng 15 inch. Đó, có trang bị thêm trong cái chiếc lốp này đó là cảm biến áp suất lốp, rất tiện lợi cho anh chị khi mà đi trên đường, anh chị có thể nhận biết được những cái lốp nào lon để anh chị có thể bổ sung cái áp suất cho kịp thời. Gương chậu thì cũng được tích hợp xi nhan kèm công nghệ đó là chỉnh điện, gập điện và sấy gương. Về phần tay nắm cửa thì cũng được mạ chrome, rồi sẽ có những cái nút bấm rất là sang trọng và tiện lợi cho quý anh chị khi mà đóng mở cửa. Về phần cụm đèn hậu thì chúng ta sẽ có cụm đèn báo phanh trên cao dạng LED, rồi chúng ta có đèn lùi và đèn xi nhan cũng là đèn halogen. Cảm biến thì cũng có hai cảm biến hỗ trợ anh chị lùi xe, và đặc biệt trên phiên bản này thì có camera lùi tích hợp giúp anh chị có thể là mình lùi xe được và đỗ xe vào những cái không gian hẹp được thuận lợi hơn.
Về phần nội thất thì i10 được trang bị tông nội thất màu đen, có cửa gió điều hòa hàng ghế phía sau. Đây cũng là một cái ưu điểm nổi bật trong phân khúc. Chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa ghế sau và có cổng sạc USB. Ghế thì được trang bị như em vừa giới thiệu, đó là ghế da và đèn ổ start stop cũng được trang bị cho xe, cũng như ga tự động, rồi màn hình giải trí trung tâm. Đó là những cái công nghệ cũng như là cái tính năng nổi trội của i10. Thì anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai i10 này thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Anh chị cho em một like, một subscribe, một comment, góp ý dưới phần bình luận để em có thể hoàn thiện video được tốt hơn. Thì xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.